Rồi, hôm nay mình đánh tin cát nha. Các bạn thấy là còn 8 phút nữa tin cát ra rất là mạnh nè. Thì trong các cái nhóm tin thì cái nhóm tin lãi suất thì nó ảnh hưởng rất là nặng nề, và nếu mà may mắn có thể giá nó chạy 200 tới 300 pip lực. Thì 8 phút nữa thì tin cát nó ra là tin quyết định lãi suất. Ok. Thì bây giờ đặt trường hợp như ví dụ như ngày hôm nay á, mình chỉ với bạn kiểu đánh là mình không có biết trước được tin cách nó ra thế nào, thì mình sẽ chỉ với bạn cách mình đánh thử hai đầu. Thì mình sẽ làm cái bài phân tích riêng, tại vì khi mà đánh hai đầu á, cái quan trọng nhất là cái sàn của mình á, mình đang đánh á, nó có đàng hoàng hay không. Nếu mà nó chơi công bằng, chơi fair với mình á, thì mình mới chơi cái đó được. Còn hoặc là nó chơi chiêu trò, ví dụ như là bây giờ còn 7 phút thì đánh được đó, nhưng mà thí dụ còn 1 phút nữa ra mà nó chơi chiêu là không cho đặt lệnh chẳng hạn, hoặc nó giảm spread quá lớn thì không có hiệu quả, thì mình sẽ nói vụ đó sau ha. Thì mình cũng không chắc là hôm nay là Snack nó có chơi chiêu gì không, nhưng mà mình cứ thử đánh với nó ha, mình lấy một tài khoản nhỏ thôi để mình test. Ok, rồi thì bây giờ khi mà đánh tin thì các bạn đối với mình ha, thì đầu tiên mình chuẩn bị như vậy. Thứ nhất, mình đánh tin cát đúng không? Thì bây giờ các bạn ưu tiên là các bạn xếp những cái nhóm mà có cát lên trên cùng đi ha. Ví dụ như là quăng cát lên trước nè. Rồi, thì bạn thấy là mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 cặp cát, thì bây giờ nhiều bạn hay hỏi mình là đánh cặp nào bây giờ ha. Thì đơn giản thôi, bây giờ khi các bạn xếp lên để lên trên cùng để làm chi? Các bạn nhấp phải, các bạn chọn vô spread thì nó hiện spread ra. Và nhiệm vụ của mình đơn giản thôi là mình sẽ ưu tiên cái cặp nào mà spread thấp nhất. Nhưng mà trước khi mình đánh lệnh á, cặp nào mà spread thấp nhất thì mình nhảy vô mình chơi. Thì mình cứ để đây để mình so sánh thôi, chứ chưa có gì hết. Vì mình thấy hiện tại cách C được nè. U cắt nè. Có vẻ như là hôm nay hai thằng cu này nó giảm spread ít, đúng không? Mình thấy gần tin ra cái đầu nó cho chiều. Ngồi yên đi. Rồi, ok. Vụ tiếp theo á, là bây giờ nhiều bạn hỏi tiếp là cặp nào để chơi thì như vậy. Vấn đề là khi tin nó ra giá nó giật giật rất là mạnh. Mà bây giờ đặt trường hợp ha. Bạn phân tích đúng hướng rồi, giá chạy đúng hướng rồi thì mình mong muốn là giá chạy càng xa càng tốt. Nhưng vấn đề là cái giá hiện tại đang đứng nè. Sắp sửa tin ra giá ở đây thì bạn phải tìm cái cặp nào mà cái đường nó chạy á, không có vượt cản. Ví dụ ha, mình mở AD cắt ra. Đấy, ví dụ như đối với cặp này ha, mình đang đứng H đi. Thì mình quan sát là ví dụ giá nằm ở đây. Thì nếu mà giá sell xuống nó đi rất là mạnh ha, hầu như là không có cản nào bên đây hết. Nhưng mà nếu mà giá chạy lên trên á thì khả năng là đây là cái vùng cản, như vậy nếu mà cùng lắm có ăn thì cao lắm là khoảng 50 pip là cùng. Nghĩa là giá lên đây nó sẽ bị hồi tí xíu rồi á, nó mới lên nữa hoặc là xuống luôn. Đó có nghĩa là cái này thì nó phải dựa vào kinh nghiệm của các bạn thôi. Đó như mình dò qua thấy AD cắt chơi được nè. À, tại vì cản 50 pip thì cũng khá là ổn. Giờ cát thì không đẹp lắm, tại vì bạn thấy là đa số đây là giá bị đẩy lên nè. À, như vậy có xuống thì nữa thì cũng phải cũng tầm 50 thì cũng tạm được. U cát được nè, tại vì bạn thấy là ở trên và ở dưới thì hầu như là ở trên rất là đẹp, nhưng mà ở dưới thì nó không đẹp lắm. Đó thì mình cho nó một dấu trừ. E cát chẳng hạn. E cát thì thấy ở dưới là cái vùng này đẩy giá là rất là mạnh, rồi vùng trên như vậy E cát là xấu nè. Dẹp nó qua bên luôn cũng được ha. Cát G, ok, cát G cùng lắm lên tới đây thì cũng khoảng 30 pip không. Nếu cát G có lên 30 pip cũng không đẹp lắm. Rồi, ok, cát C. Cát C thì có thể nó xuống tới đây. Nó xuống tới đây là cũng 30 thì cũng không đẹp lắm. Như vậy thì tính ra có khoảng AD cắt là được nè. AD cắt có lên hay xuống gì á, cũng ít nhất khoảng 50 pip thì là ngon ha. Rồi, ok. Tiếp theo á là các bạn nhấp phải, các bạn Prodi, các bạn vào cái mục là Show As Line, quan trọng ha. Nó show luôn cái đường As cho mình để mình thấy cái spread nó như thế nào. Bước thứ nhất là sẽ một cái lên để so sánh spread ha. Bước hai là mình kéo như vậy, và bước thứ ba là đi nên đi vào khung thấp, khung M15 và khung M5. Nói chung là đủ để cho các bạn thấy cái thằng spread ha.
H1 thì spread nó nhỏ quá. Rồi thì bây giờ bạn thấy là 8:57 là còn khoảng 3 phút nữa tin mới ra nè. Đây 3 phút nữa tin ra thì bây giờ á mình sẽ đặt là mình sẽ đặt cái buy cái sell stop loss của mình là khoảng 20 pip ha. Rồi giờ mình so sánh các cặp cáp, ok thì bạn thấy là 10, 19, 8 như vậy là có vẻ là AOD cáp đẹp nè. Cách C spread thấp, AOD cáp cũng thấp nè. Ok, rồi mình chọn AOD cáp đi ha. UCAT cũng đẹp, UCAT cản nhiều quá. Rồi ok, thôi mình chọn AOD cáp ha, spread khá là ổn. Rồi bắt đầu ha, 2 phút nè. Đó, bắt đầu spread nó lên 12 pip, 12 point là 1.2 pip rồi, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ thử nha. Bây giờ giá hiện tại á, thì giờ ha, chuẩn bị mình gõ giá hiện tại là 0.9440 đi. Ok, cho dễ tính ha. Rồi bây giờ mình tụt 20 pip mình bay lên. Mình tụt 20 pip ha. Mình bay lên 0.5. Rồi ok, làm thêm cái nữa, mình tăng lên 20 pip, mình sell xuống. Rồi ok, đó, top loss 2 pip rồi, ok. Bạn thấy là mình bỏ trống TB đúng không? Thì bây giờ gần tới tin ra còn 1 phút nè, thì chắc chắn 1.2 stop loss ha. Rồi thì bây giờ mình kéo xuống gần được rồi đó, thì mình chờ coi cái là nó giật càng mạnh thì mình càng thích. Bạn thấy nó bắt đầu rồi, attack nó chưa chịu, bạn thấy chưa, kéo rồi nó khựng, các bạn thấy không? Rồi cứ nhức từ từ ha, cứ nhức từ từ thì mình hy vọng là 1 trong 2 sắp lót và thằng còn lại tư em bỏ trống, giật càng mạnh càng tốt. Rồi 59 chuẩn bị tin ra nè, mình xem nó chạy sao nha. Rồi kéo từ được rồi đó, nghĩa là mình kéo nó nhích về cái giá hiện tại. Rồi chuẩn bị, đó spread nó giãn, các bạn thấy chưa? Đó, nó giãn phải 8 pip luôn. Rồi lên, thấy chưa? Mình đang ngang, mình thấy một cái stop loss rồi đó. Nhưng mà mình thấy thằng kia nó giật lên mạnh, thấy chưa? Hơn $100 nè. Rồi đủ ăn rồi, cắt. Xong. Còn nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ giữ lại, các bạn cứ giữ lại, các bạn treo hoài luôn, tại vì tin nó giật rất là mạnh chứ phải gì không đâu. Mình thấy mình ăn được khoảng 40 pip, các bạn thấy chưa? Nhưng mà hôm nay mình test các bạn xem thôi, chứ nếu mà mình có ở máy đàng hoàng thì mình giữ gấp đôi như vậy ha. Bây giờ bạn xem hai lệnh mình giữ mới đặt nè. Một lệnh mình thua $71 và một lệnh mình ăn $130+ thì chốt lại là mình ăn khoảng $70 thì thôi, đủ rồi, các bạn hiểu không? Và nếu các bạn thấy, nếu các bạn giữ lại nữa thì các bạn thấy là lên rất là mạnh, các bạn thấy không? Còn lên nữa là theo kinh nghiệm của mình là ít nhất phải có 100 pip chứ không là không đâu. Ok. Rồi như vậy thì tóm lại thì khi mà đánh tin á, thì thứ nhất là phải đảm bảo là cái tin này nó giật mạnh, tại vì có nhiều tin nó ra nó nhấp nhấp vài chục, một hai bip rồi một hai chục bip rồi nó tụt cũng như không, kiểu đó không có hợp với kiểu đó này. Thì hai cái dạng tin, một là lãi suất nè, hai là CPI nè, và ba là non farm, thì các bạn có thể áp dụng kiểu đánh này của mình ha. Rồi thứ nhất là mình tổng kết lại nha. Thứ nhất là mình sẽ show các cái cặp mà mình liên quan tới cặp tiền đánh lên trên trước. Ví dụ đánh cát nha, mình đưa cát lên trên. Để chi? Thực ra để mình so sánh tới cặp nào là cặp mà spread nó giãn ít nhất, nghĩa là còn khoảng 5 phút nữa diễn ra tin á, các bạn so sánh con số này. Thứ hai là cái này điều kiện không bắt buộc, có nghĩa là tại vì đã đánh tin rồi thì cặp nào có cát là đánh được thôi. Nhưng mà bạn thấy là ví dụ như tại sao mình chọn cặp này, mình chọn cặp này bạn thấy là tại vì cái vùng giá nó chạy rất là đẹp, nghĩa là hầu như không có cản nào trên đây hết á, thành ra là giá thoải mái nó chạy lên. Hoặc là giả dụ như hôm nay mà giá nó tụt đi, bạn thấy là khu vực hôm nay là cũng không có gì cản nó lại được hết á, nghĩa là tha hồ thoải mái nó chạy. Thì phân tích cản, phân tích bên H1, các bạn hiểu chưa? Đó bạn thấy nè, ví dụ mình về H1 bạn thấy chưa, nó lên nhưng mà đúng như mình dự đoán luôn, là giả dụ nó gần tới cái vùng này nó sụt tụt cho bạn xem, thậm chí nó tụt vào entry luôn, rồi thường là sau đó sẽ tăng lên lại lần nữa. Nhưng mà ít ra thì mình cũng đoán cái cản này để chi, mình không có tham. Thí dụ như mình giữ tới đây mình cắt được rồi, chứ mình không có giữ nữa, tại vì giữ nữa nó tụt, được chưa?
Rồi và thứ ba là mình sẽ đánh hai lệnh, một lệnh buy và lệnh sell ngay lập tức, nghĩa là còn 1 phút nữa ra. Thì chỗ này nó phụ thuộc vào sàn, nếu mà sàn nó ăn gian nó không cho bạn đánh, nghĩa là nó cố tình nó bị treo chẳng hạn. Và còn nhiều cái việc khác nữa. Và cuối cùng là các bạn dự đoán stop loss, nghĩa là mình phải lường trước. Ví dụ nha, tài khoản mình đang là 400 đúng không? Như vậy nếu mà chia làm hai lệnh thì mỗi lệnh không được quá 200, tại vì vẫn có khả năng đấy, nó cắn cả hai stop loss mình sao mình giật không kịp. Thì nếu mà cắn cả hai stop loss như vậy thì mỗi một stop loss khoảng 200 đô thì tài khoản này là chịu đựng được đúng không? Rồi như vậy thì mình sẽ tính là một nháy là 200 đô, như vậy thì tối đa là 200 đô một nháy thôi, thì cái lot của bạn đánh là phải từ 200 đô trở xuống, còn lại thì tùy vào cái lòng tham, tùy cái mong đợi của bạn thôi, được chưa? Ví dụ như mình đánh hồi nãy là stop loss là 30 pip. Đây, stop loss là 20 pip thôi chứ không phải là 30. Loss là như vậy. Và khi tin ra bạn thấy chưa? Một trong hai thằng chết và thằng còn lại TB nó bỏ rỗng ra là chảy ra con lành. Thì đánh kiểu này khá là an toàn, là cỡ nào cũng ăn, vấn đề là ăn nhiều ít thôi các bạn thấy không? Chấp nhận một thằng chết, thằng còn lại ăn đã luôn ha. Bạn thấy bây giờ mình kéo lệnh mình lên ha. Bạn thấy là mình chốt ngay đây nè. Mình chốt ngay chỗ này các bạn thấy chưa? Là 37 khoảng 40 pip. Và theo như kinh nghiệm của mình, giá nếu mà nó phá được chỗ này nè, nó lên gấp đôi nữa. Nhưng mà thôi, đối với mình như là cái video như vậy để quay cho các bạn hiểu bài là được rồi ha. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Chào các bạn.